được sản xuất dựa trên hình tượng của một con phượng hoàng, mã hiệu RX0 Unicorn Gundam 03 Phoenix. Là một mobile suit được chế tạo dựa trên hệ thống Psycho Frame và dữ liệu lấy được từ Unicorn 01 và 02, sau đó được Liên Quân Trái Đất đưa vào thử nghiệm vào năm UC0095, một năm trước sự kiện đi tìm hộp Laplace của Unicorn và Banshee trong series phim Gundam UC0096. Trong khi thử nghiệm, Phoenix đã mất kiểm soát và tiếp tục bay vô định hướng vào vũ trụ, nhưng lại vô tình xuất hiện một lần nữa vào năm UC0096. Ngay sau khi trận chiến giành hộp Laplace kết thúc, mãi cho đến UC0097 thì một đơn vị hạm đội tên là Caesar được cử đi tìm Phoenix đã tìm thấy nó ở một lần mà lưu, và đó cũng là tiền đề cho bộ phim Gundam Narrative. Hacker Phoenix The Narrative có thể nói là một trong những phiên bản Phoenix dễ tìm nhất trong thời điểm hiện tại. Tại vì những phiên bản cũ của UC0096 thì có thể nói là một là nó khá là khó tìm, hai là nó có khả năng tuyệt chủng luôn rồi. Cho nên là nếu như bạn nào muốn sở hữu một con Phoenix phiên bản HG thì đây có thể là sự lựa chọn dễ dàng nhất cho các bạn. Và khi nhìn vào MHG Phoenix The Narrative này thì chúng ta có thể thấy đập vào mắt chúng ta đầu tiên đó chính là màu xanh clear của bộ Psycho Frame. Có thể nói là dạo gần đây mình có cơ hội được tiếp xúc với lại một vài món hàng bootleg sở hữu patch clear, cho nên là sau khi nhìn lại thì mình càng ngày càng đánh giá cao chất lượng đúc patch clear của Bandai. Màu đẹp, nhựa trong và tương đối dễ cho các bạn xử lý, cho nên mình đánh giá rất là cao bộ frame clear của con Phoenix này nói riêng và dòng Unicorn nói chung. Điểm khác biệt giữa Phoenix phiên bản Narrative và phiên bản 0096 đó chính là hai phần đuôi được gắn ở phía sau tấm khiên của Phoenix. Hai tấm khiên ở sau lưng của Phoenix ngoài việc có thể tách ra và điều khiển được như khiên của Unicorn, thì nó còn có tác dụng như là hai bộ đẩy có thể tăng tốc cho Phoenix đạt được ngưỡng du hành thời gian. Tiếp theo trong nhà phụ kiện các bạn có một cây pin Magnum và một băng đạn. Băng đạn có thể trữ ở sau váy của Phoenix, và nếu như bạn nào đã coi phim rồi thì chắc chắn là đã hiểu hỏa lực của cây pin Magnum này nó như thế nào rồi. Chỉ cần sượt qua một món mobile suit là cũng đã đủ để gây sát thương cho nó, hoặc là cao hơn là cho nó lên 3 điểm số luôn. Và chỉ những con nào mà đủ độ trâu bò như bọn Unicorn này mới có thể sử dụng được khẩu Magnum này. Con Delta Plus trong phim ráng bắn thử một phát của khẩu Magnum này sau đó hư luôn cánh tay bên phải. Rất là thú vị. Ngoài ra thì các bạn có một tấm khiên bị dư của bọn Unicorn Gundam. Thì có thể nói là cái này do nó đúc chung khuôn với lại con Unicorn cho nên là nó dư ra thôi. Chứ trong danh sách vũ khí chính thức thì tấm khiên này không có. Nhưng mà nói chung lại là các bạn vẫn có thể trang bị lên nếu như mà các bạn thích. Và cuối cùng như mọi khi, các bạn có hai beam saber ở sau lưng và hai beam tonfa được gắn ở hai cánh tay. Nhưng mà một điều khá là thú vị là mình lại không tìm thấy beam effect của con Phoenix này, và khi mình lên yalong.net xem thì cũng không thấy hai cái beam effect luôn. Nói về nhược điểm thì có thể nói là nó quá rõ ràng rồi. Những ai mà thích dòng Phoenix này á thì chắc cũng đã quá quen với lại cái việc mà dòng HG nó luôn luôn gắn liền với lại cái màu nhựa sheet. Nói thẳng ra thì nhìn từ xa mình vẫn thấy cái màu vàng này nó khá là ổn định, nhưng mà nói thật là nhìn gần lại thì nó tệ hơn mình nghĩ rất là nhiều. Tại vì cái màu nhựa vàng mà vừa vàng vừa ngọc trai này của Bandai nó thể hiện cái việc nếu như các bạn biết là Bandai thường xuyên có vấn đề với lại cái việc đổ nhựa không đều, và hiện tượng xảy ra đó chính là nó sẽ bị văng đi nhựa như thế này, và màu vàng cộng với lại màu ngọc trai nó sẽ làm cho cái văng nhựa này nó nổi lên gấp đôi so với bình thường. Đó phải gọi là, và cái việc văng nhựa đó nó trải dài trên khắp con Gundam của các bạn, cho nên là nhìn gần lại nó sẽ rất là tệ. Nếu như mà các bạn gọi là chơi được dòng Titanium Finish thì mình khuyên các bạn nên chơi dòng đó luôn. Còn nếu như bạn nào mà kiểu không thích nha, kiểu không có kinh phí nhưng mà vẫn muốn đú thì nên học cách sơn để xử lý cái màu nhựa của con Phoenix này. Nhược điểm thứ hai của con Phoenix này đó chính là về phần đuôi. Phần đuôi thì mình nói thẳng với các bạn là nó rất là mỏng, và khớp của nó còn mỏng gấp đôi cái phần đuôi của nó nữa. Cho nên là cái việc mà nó bị bẻ qua bẻ về nhiều lần nó sẽ gây mòn cho phần khớp của phần đuôi này rất là nhanh. Và như hiệu quả các bạn có thể thấy ở đây là phần đuôi của, không phải của mình, của bạn mình bị mòn rất là nhanh. Và có thể nói là một khi nó đã mòn rồi thì nó sẽ không còn dính lại, nó sẽ không còn dính trên đuôi và thường xuyên rớt ra như thế này. Cho nên là các bạn, mình khuyên các bạn nên bảo quản phần đuôi này cực kỳ cẩn thận nếu như không muốn nó cứ rớt ra liên tục. Khi nói về biên độ cử động, các bạn có đầu trên một khớp cầu và cổ trên một khớp gập, hỗ trợ cho việc gập đầu lên rất là cao và tạo những tư thế bay lượn rất là đẹp. Hai khiên của bộ bát phát được gắn cho một thanh ngang cố định và tiếp xúc tại hai chốt tròn, giúp cho các bạn có thể điều chỉnh góc độ của hai tấm khiên.
Phần đuôi được gắn với khiên và một khớp tự do khá là lỏng, có thể gặp ở đây và ở đây. Phần vai có thể đẩy lên, nhưng vì cắn hai cột đàn ở đây cho nên là việc đẩy lên không được tự nhiên cho lắm. Giáp vai tách biệt nhưng chỉ di chuyển được một tí. Cánh tay đẩy ra ngoài, bắp tay xoay, cẳng tay xoay và gặp trên một khớp. Nhưng mà dù là một khớp thì nó vẫn nhiều hơn 90 độ một tí. Cổ tay trên một khớp cầu. Bụng có một chốt cầu ở giữa và ở dưới, nhưng mà nó đủ kiên cố để chịu được trọng lực của hai tấm khiên. Váy trước đẩy lên, váy ngang đẩy ra ngoài. Phần háng có thể di chuyển tới lui. Chân đá lên khá là cao. Sọt thì không ổn lắm tại vì hai chân sử dụng hệ thống khớp cầu. Chân gặp trên một khớp từ 90 độ. Giáp chân đẩy lên nhẹ. Mắt cá chân trên một khớp gập và cổ chân trên một khớp cầu. Tôi chia sẻ với ông cái này một tí là kiểu lúc mà tôi đang làm cái review này á, là tôi đang xem 0096 là phim Unicorn á. Nhưng mà kiểu tôi định á, là nếu như mà cái bài review này nó trễ hơn một tí là tôi đã đáng lẽ là xem luôn cái narrative rồi. Nhưng mà vấn đề đây là vì các ông troll cái bài poll quá cho nên là tôi chưa kịp xem cái narrative. Và những kiến thức mà tôi có trong bài review này đều là từ cuốn manual. Cho nên là bạn nào mà kiểu rành tiếng Anh á thì tôi khuyên các bạn là nên dành thời gian là đọc những cái tiểu sử trên cuốn manual một tí để có những cái kiến thức gọi là phổ thông cho con gameplay của mình. Cho nên là không cần xem qua phim nhiều cho lắm đâu. Đánh giá thang điểm thì con HG này tôi sẽ cho nó là một con 7/10. Tại vì nói thẳng ra là nói là very narrative nhưng mà nó chẳng khác gì cái bọn HG của OC0096 cả. Phong cách rap cũng y chang, khớp biên độ cử động vẫn tương tự và cái màu vàng shit là cũng là một điểm trừ khá là lớn. Và cái chi tiết nó thêm vào để cho nó trở thành cái ver narrative thay vì là ver 0096 là cái phần đuôi thì nó lại là một cái điểm trừ quá lớn này. Nó thật là tôi lúc mà tôi làm cái review này á, cái đuôi là cái thứ mà nó cản trở tôi nhiều nhất luôn á. Còn lại những cái thứ khác thì phải nói là khá là tuyệt vời, khá là cứng cáp. Nhưng mà bị trừ điểm là vì cái màu vàng shit, vì cái biên độ cử động như cũ và vì cái phần đuôi. Cho nên là nó chỉ được 7/10 thôi. Tôi chỉ cho nó xuống 6 là vui rồi. Và đó là tất cả những gì tôi muốn nói cho con HG Fenix lần này. Nếu như thích video này thì mong các bạn hãy bấm đăng ký và bấm cái chuông ở phía dưới để tiếp tục theo dõi những video clip review mà Ken sẽ cho ra mắt sắp tới. Và đó là như thế thôi. Tôi sẽ hẹn gặp lại các ông trong clip sau.